Còn Sa Đéc Huy xin kính chào quý vị. Trước mắt quý vị là một cái tác phẩm, một cái si cổ của anh Tiến Năng quý vị nhé. Một cây si cổ rất đẹp. Thưa quý vị, ngoài đẹp ra, cây còn rất già quý vị nhé. Đây, cái từ cổ thì cũng nói lên tất cả quý vị nhé. Đây quý vị ơi, quý vị nhìn đấy ạ. À, trời có mưa thì cái nước mưa vào thì quý vị nhìn thấy cái màu tem của cây, một màu đỏ quý vị nhá, một màu hồng rực, đỏ rực quý vị này. Đấy thưa quý vị, nhìn thích quá. Đây vừa lấy những cái rễ này cũng nước mưa lên là cũng hồng rực hết rồi. Quá già và quá quý. Đấy, không những cái lõn đỏ mà cây già bây giờ đến là toàn rễ rồi, thân, cả thân, toàn thân màu đỏ hết rồi. Thực sự một cây si quý của anh Tiến Năng đã mang đến triển lãm lần này chị nhé. Một cái si bóng tàn rồi, đã mịn tít rồi, lá cô bé xíu rồi quý vị ạ. Một cái si quý quá anh. Một cây si giá trị rất nhiều quý vị nhé. Rất nhiều tỷ. Những cây si này bọn Sa Đéc Huy cũng không nhớ chính xác giá, nhưng mà giao dịch mua bán của anh Thắng Nhôm bán cho anh Tiến Năng đâu đó hàng chục tỷ quý vị ạ, khoảng trên dưới chục tỷ gì đấy. Đẹp lắm quý vị ạ, nhìn cây rất là tự nhiên, giờ bóng mái rất là tự nhiên. Cái đường thân tự nhiên bây giờ là đã hoàn thiện và cây toát được cái vẻ rất là tự nhiên. Đúng là một cây cổ thụ thu nhỏ. Nhìn cây toát ra một cái thần thái, cái vẻ oai hùng của cây. Một cái cây đẹp, cây quý như vậy đấy quý vị. Càng nhìn càng cuốn hút, càng nhìn càng thấy cuốn hút người xem, làm cho người xem không muốn rời mắt khi ngắm những cái tác phẩm quý này. Bông tàn các anh làm rất là tự nhiên nhé quý vị nhé. Một cây mà đạt được yếu tố tự nhiên này thì rất khó quý vị ạ. Làm như không làm, đấy mới là khó. Đây là một cây hội tụ đầy đủ cái yếu tố cổ kỳ mỹ văn.
taxi này mà mùa đông mà mùa xuân mà đâm lộc thì chắc đỏ sực hết cây quý vị. Chất rất đẹp. Đây, quý vị ngắm nhiều những cây xanh rồi. Hãy sang ngắm những cây si thì lại cho quý vị một cái thích thú riêng. Không còn từ gì để tả đâu quý vị ạ. Đứng trước cái tác phẩm này thì chỉ biết chia sẻ cho quý vị ngắm thôi. Nó đẹp, đẹp và quý vô cùng. Bonsai Đức Huy có cảm xúc với cây tác phẩm si của anh Tiến Lăng Hà Đông quý vị nhé. Thì thấy hôm nay trời mưa và cái màu da nổi lên đỏ rực hết. Thì Bonsai Đức Huy chia sẻ cái thước phim cho quý vị yêu kênh cả nước được biết. Thì Bonsai Đức Huy cũng xin phép dừng lời đây nhé. Thì cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở những cái thước phim tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.